Hello, chào các bạn. Đây là trái mãng cầu cuối cùng mà to khổng lồ nè các bạn. Cha của cậu Bình là đem tới để chia sẻ với các bạn là trái mãng cầu cuối mùa nó trốn, nó bị nắp lùn, nó trốn bây giờ mới kiếm ra nè. Nó hai cậu Bình hái đem tới đưa để quay lên YouTube cho các bạn coi nè. 1,7 kg các bạn. Trái mãng cầu này 1,7 kg luôn, mãng cầu do Thái á, do Thái number 2 á. Mãng cầu này ngon lắm á, ăn ngon lắm á. Trái mãng cầu là 1,7 kg gần 4 phao á, nghe chưa các bạn, to khổng lồ luôn á. Cậu Bình đem tới để quay YouTube cho các bạn coi trái mãng cầu cuối mùa mà nó khổng lồ luôn á. Đó, các bạn thấy chưa, mãng cầu do Thái rồi các bạn thưởng thức enjoy nha. Trái mãng cầu bự tổ bố luôn á, khổng lồ luôn á. Đó, quay xung quanh cho các bạn thấy trái mãng cầu khổng lồ luôn nè, quá trời bự luôn là các bạn ơi. Trái mãng cầu mà bốn cái bốn phao, gần bốn phao á, ký bảy á, mình căng rồi ký 70 mấy luôn, ký 75 luôn á, chứ không phải ký 7 chẳng nha các bạn. Wow, quá trời chứ. Mãng cầu là không biết ở trong ruột nó có ngon hay không, chắc ngon lắm á. Đó, còn đây là mấy trái bưởi thanh trà, kêu bưởi thanh trà của cậu Bình đem tới á, cũng quay lên cho các bạn coi nè. Cậu Bình có bán nè, bạn muốn ăn thì gọi cậu Bình mua về ăn ha. Đó, bưởi thanh trà, trái mãng cầu do Thái 1,75 kg là gần 4 phao, trình làng cho các bạn coi. Trái mãng cầu cuối mùa, trái mãng cầu này nó nấp lùn, nó trốn á, hái hết rồi bây giờ nó lòi ra, cắt cành cắt lùi giờ nó lòi trái mãng cầu bự đó. Mà các bạn enjoy nha, thưởng thức nha, trái mãng cầu khổng lồ. Hello các bạn ơi, đây là cái cây mãng cầu sầu riêng của vườn cô tươi nè các bạn. Cây mãng cầu sầu riêng của vườn cô tươi quá. Mình chia sẻ với các bạn, mời các bạn thưởng thức nha. Cây cái cây mãng cầu sầu riêng nó còn một trái dính trên cây nè các bạn. Đó, vườn cô tươi đó các bạn, trái mãng cầu đẹp quá. Người ta cột lại á, trái mãng cầu sầu riêng nó to nè mà chưa hái xuống nè các bạn. Đó, trái mãng cầu sầu riêng của vườn cô tươi nè các bạn, mời các bạn thưởng thức cái cây cây mãng cầu sầu riêng á, cái gốc nó bự nè. Đó, mời các bạn enjoy thưởng thức cây mãng cầu nha, vườn cô tươi đó các bạn, ở San Diego. Còn đây là cái cây mãng cầu Úc nè các bạn. Đó, mãng cầu Úc nó vẫn còn trái ở trên cây nè, mà người ta lặt lành lặt lặt lá hết, người ta cắt cành lặt lá hết, còn trái để lại đây cũng chín rồi đó. Mình chia sẻ với các bạn những cái cây mãng cầu lúc mùa này tháng 4 á, bắt đầu nó ra nụ nè. Đó, còn mấy cái trái để làm kiểu á, mời các bạn thưởng thức nha. Cây mãng cầu Úc còn một trái. Đây, mãng cầu Úc nè, mãng cầu Úc á nó đâu có đẹp như là mãng cầu sầu riêng ha. Đó, mời các bạn thưởng thức nha, cây mãng cầu Úc. Trái mãng cầu Úc còn trên cây nè, chưa hái xuống nè. Các bạn ơi, đây là cây seri của Nam Mỹ nè các bạn. Brazil á, seri from Brazil á, của vườn cô tươi bán nè các bạn. Vườn của cô tươi bán nè. Trái nó trái nhiều cơ chứ nè. Trái nhỏ nhỏ nó chưa lớn đâu các bạn ơi, mà nó đậu trái nhiều lắm nha.
Đó, trái của nó nè. Đó, các bạn thấy trái không? Trái này nó khác trái cây seri Việt Nam nha. Cây seri Việt Nam không có gân gân rồi, cái trái này nó có gân rồi. Đẹp lắm, nó có ba màu luôn á các bạn nè. Thấy không? Nó còn non mà nó có gân gân rồi đó các bạn. Mình có cái hình của cô tươi, cô cho đó. Wow, cái cây nhà cô bán đó cô. Nhà cô bán cây seri Brazil này á. Tốt lắm nha các bạn. Đẹp cái chưa mà bông trái nhiều ghê á, chà mai mốt mà nó chín thôi á, nó đỏ rộ cái cây này chắc đẹp lắm á. Còn cái cây seri Việt Nam này các bạn nè, cây seri Việt Nam á, nó chưa có bông có trái, nó chưa có ra bông, mà cái cây seri của Nam Mỹ á, cây seri Việt Nam chưa thấy bông thấy gì hết à. Còn cây seri của Nam Mỹ á, của cô tươi cô bán nè, wow đẹp hay chưa các bạn. Trái nhiều ơi là nhiều luôn á, chắc chừng tháng nữa là thôi á, mình sẽ thấy nó đẹp lắm á các bạn à. Vườn cô tươi ở San Diego á, chỉ có số điện thoại á, cô bán mãng cầu đủ thứ, nhất là cây kiểng á, cây kiểng bông kiểng nhiều, bán mãng cầu, bán chậu, bán bưởi, bán đủ thứ á, cây gì nhưng mà đều nó nhỏ thôi, nhưng mà cây ngon lắm. Cổ bán cũng giá nhẹ nhàng á các bạn. Wow, mình chia sẻ với các bạn để các bạn coi cây seri Nam Mỹ nha. Cái lá nó đẹp nè, mềm mại á. Mà cái bông nó nhiều ghê á, bông trái quá trời luôn nè các bạn. Có trái nó có tới ba màu lận, mình có hình cái trái đó nghe, cổ cho để hồi mình bỏ cái hình nó lên cho các bạn coi ha. Đó, mình chia sẻ với các bạn à, mình thấy cái gì hay mình chia sẻ với các bạn cho nó vui ha, cùng nhau chia sẻ để cùng nhau hưởng thụ ha các bạn à, mình cùng nhau chia sẻ với nhau những cái gì hay, những cái vẻ đẹp, những cái cây hoa đồ, những cái vẻ đẹp của hoa và những cây trái ăn là miền nhiệt đới đồ, trái Việt Nam á, để cùng nhau hưởng thụ cuộc sống cho vui tươi và nhẹ nhàng ha các bạn ha. Chúc các bạn enjoy, hưởng thụ. Cây seri này ngộ lắm á nha. Các bạn chưa có trồng mua về trồng nha. Mấy cái vườn kia mày chưa có thấy nha. Vườn ong mình cũng không có thấy nha. Chỉ vườn cô tươi này có nè. Đó. Cho cuộc sống hưởng thụ, cho cuộc sống nhẹ nhàng. Ngắm hoa, ngắm cây trái ha các bạn ha. Chúc các bạn luôn luôn được bình an hạnh phúc ha. Em chờ xin chúc các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bình yên. Enjoy nghe các bạn, thưởng thức đi. Đây là cái trái seri nè các bạn, seri Nam Mỹ nè. Seri Brazil á, cái trái seri Brazil á các bạn. Đó, nó tên là Surimem. Suriname cherry ngon lắm này, trong cái cây cherry đó nó cái trái của nó như vậy này các bạn, thấy ngon chưa, đẹp không, nó có mấy màu luôn á ha. Và ăn ăn ngon lắm nha, có mùi thơm á, ngon cái cherry Việt Nam thường kia đó. Mình chia sẻ với các bạn cái trái cherry Nam Mỹ Brazil đó các bạn. Nó có màu vàng, màu cam rồi đó, chín nó thành màu đỏ ha. Hay ha. Suriname cherry nè. À. Còn đây là cái cây cà ri nè các bạn, cây lá cà ri á, cái lá cà ri để nấu cà ri á. Đó, vườn cô tươi bán á các bạn ơi. Đó. Mình chia sẻ lại cho các bạn coi thấy cây lá cà ri nha. Thơm lắm các bạn ơi. Thơm, một cái cây lá cà ri này là to. Hái ăn lá thử thứ ha. Thơm, thơm mùi cà ri á. Mình nấu cà ri á, mình hái mấy lá mình. Xong cái mình hái mấy lá mình để vô, rồi cho nó thơm. Mà nói với cây cà ri này, nó cũng, lá cà ri này á, làm trà uống á.
cũng trị được tiểu đường hay nhiều bệnh lắm á, các bạn lên Google mà coi ha. Mình thấy cả cái cây cà ri này lá cũng đẹp mà nó thơm lắm á, mình hái mình ngửi thấy cái mùi thơm dễ chịu, mùi thơm cà ri á. Mà mình nấu cà ri á ha, nấu cái gì mình xào cái gì có cà ri á, cái mình hái mấy lá mình bỏ vô à, ngon tuyệt vời luôn á các bạn. Ở vườn cô Tươi có bán nè các bạn nè à, cây lá cà ri đẹp ha, thơm quá trời, thơm thoang thoảng á. Mà cây này có trị bệnh nha, cái này mà mình lên Amazon mình coi mình mua hộp á, wow mắc lắm á, bán hộp mắc lắm đó các bạn. Mà cái cây order cái cây nhỏ xíu là mấy chục đồng rồi đó. Mà cây này cây bự này vườn cô Tươi bán nè các bạn. Các bạn nào thích mua cây cà ri thì gọi cho cô Tươi ha. Có trị bệnh đó, trị bệnh tiểu đường đó, mình nghe nói trên Google nói gì đó. Mình coi mình thấy vậy, nhưng mà các bạn muốn xua thì các bạn search lại để mà coi cho nó kỹ ha. Ok, mời các bạn thưởng thức nha. Hello các bạn ơi, bên đây mình thì mình thấy một cây bông đuôi chồn màu đỏ này, giống như cái đuôi chồn đẹp ghê các bạn ơi. Mà cái cây này nó lớn, nó cao như vậy nè. Mình chia sẻ lại cho các bạn coi cho nó vui ha, cùng nhau chia sẻ những cây lạ lạ đẹp đẹp, những cái hoa bông lạ đẹp, cùng nhau mình hưởng thụ nha các bạn, enjoy. Đó, chúc cho cái cây này nó lớn lắm á. Mà chắc chắc mùa này là mùa bông của nó ra nha, nó đẹp ghê. Cái này mình quay lên trên coi cho các bạn thấy nè. Cây này trồng lâu năm lắm mới được cái cây bự giống vậy đó chứ, phải dễ đâu ha. Cây này cái lá nó thơm mùi kinh diệp á các bạn. Đó, cái bông của nó nè. Gần gần ở dưới thấp nè. Wow, đẹp hay chưa này các bạn. Wow, cái mùa xuân này nó nở ra bông quá trời, bông này cũng lạ lắm ha. Cũng lâu tàn lắm chứ, cha mé nó cũng bông không à. Mình ở xa mình nghĩ là bông hoa phượng vĩ giống màu hoa phượng vĩ quá ha các bạn ha. Mời các bạn enjoy nha, những cái bông lạ này. Mà cứ ở đây người ta trồng cái cây này nó to lắm á. Wow, nó to. Đây là to cái bông của nó này, các bạn thấy cái bông của nó đẹp không, đung đưa trước gió vậy đó. Mình hái cái lá mình ngửi đó, nó thơm mùi lá phân dịp nó nghe, mình lấy cái lá mình xông cũng được ha. Cũng là cây này cũng là dòng họ cây phân dịp á các bạn, nhưng mà nó có bông á. Wow, cái cây gì mà nó to khủng khiếp luôn, đẹp quá đi. Cao quá chứ phải thấp, mình hái chùm đem về trưng cho nó đẹp. Wow, mời các bạn enjoy nghe, enjoy những cái hoa đẹp, mình cùng nhau thưởng thức những bông hoa đẹp, nhưng các bạn cùng nhau chia sẻ những cái hay cái lạ cái đẹp của những cái hoa cái lá nghe các bạn. Ui, và có cái nhánh này nó đẹp nè, quá đẹp luôn. Và nó đông đưa trước gió vậy đó, nó lung lay đẹp ghê á.